Ronaldo ghi bàn trong trận thắng 7-0 của U19 Indonesia. Thần đồng Ronaldo Guate góp một bàn trong trận thắng tưng bừng của U19 Indonesia trước U19 Brunei tối mùng 4 tháng 7. Không nằm ngoài dự đoán, U19 Indonesia với lợi thế sân nhà đã giành thắng lợi đậm trước đối thủ yếu nhất bảng U19 Brunei với tỷ số 7-0. Tại lượt trận thứ hai bảng A diễn ra tối mùng 4 tháng 7, ở lượt đầu, U19 Brunei cũng đã thua U19 Myanmar với tỷ số tương tự. Các bàn thắng của U19 Indonesia được ghi bởi Hoki Karaka, Ronaldo Guate, Akan Fikri và Anfri Antonico. Trong đó, 6 bàn thắng đã được U19 Indonesia ghi trong hiệp 1. Tiền đạo số 9 Hoki Karaka đóng góp 4 bàn ở các phút thứ 2, 14, 18 và 45+2. Còn Ronaldo Guate ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 11 sau pha thoát xuống đầy tốc độ và dứt điểm nhanh gọn. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong không quá khen ngợi tiền đạo Hoki Karaka. Ông nói, tuy ghi 4 bàn, Hoki Karaka vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn cần cải thiện nhiều. Về tập thể thì U19 Indonesia chơi tốt và xứng đáng có chiến thắng này. Tuy không ghi nhiều bàn, bộ đôi Ronaldo Guate lẫn Marcelino Ferdinand vẫn được coi là có ảnh hưởng lớn trong màn trình diễn của U19 Indonesia. Tờ Bola viết, nếu Ferdinand còn ở trên sân, U19 Brunei có thể sẽ thua nhiều hơn. Ở lượt trước, cả Ronaldo Guate lẫn Marcelino Ferdinand đều im hơi lặng tiếng trước U19 Việt Nam. Cùng ngày, thay trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam thắng 4-1 trước U19 Philippines ở trận đấu sớm. Ở trận còn lại, U19 Thái Lan thắng dễ dàng U19 Myanmar với tỷ số 3-0 để dẫn đầu bảng A. U19 Indonesia và U19 Việt Nam chia nhau hai vị trí tiếp theo. Ở lượt tới, U19 Việt Nam cũng sẽ có cơ hội gia tăng hiệu số bàn thắng bại khi gặp U19 Brunei. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.